Chào mừng bạn đến với kênh youtube của thầy Nguyễn Văn Quyền. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp cánh bướm để cộng hai phân số với nhau. Hãy bắt đầu với ví dụ sau. Phép tính của chúng ta là 2 phần 5 cộng với 3 phần 4. Bây giờ, chúng ta sẽ vẽ hai hình elip ở đây như thế này. Một là màu xanh và một là màu đỏ. Ở đây, chúng ta nhìn thấy chúng giống như hình một con bướm với hai cánh vậy. Đó là lý do tại sao phương pháp này gọi là phương pháp cánh bướm. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tính tích của hai hình elip và ghi lại 2 x 4 bằng 8 và 3 x 5 bằng 15. Tổng của chúng bằng 23. Và đây chính là tử số của kết quả. Với mẫu số, đó chính là tích của hai mẫu số ở đây. Và chúng ta có 5 x 4 bằng 20. Vậy, kết quả của phép tính 2 5 cộng với 3 4 là 23 phần 20. Hãy thử nghiệm cách này với những phép tính khác để hiểu hơn về nó nhé. Và sau đó, để lại kết quả ở phần bình luận của bạn ở phía dưới. Hy vọng video này là hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đừng quên bấm like và theo dõi để cập nhật những video mới nhất của Thầy Quyền nhé.